Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trảy phương xa, để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới. Năm phụng vụ bắt đầu với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng là một mùa của đời trong. Trước mắt chúng ta trong đời Chúa đến trong ngày lễ Chúa Giáng sinh với tâm hồn vui và đạo đức, với những tuần lễ chuẩn bị kỹ càng. Nhưng như thế cũng chưa đủ. Nhưng bầu khí của mùa vọng này, Giáo hội hướng lòng chúng ta về ngày Chúa quan lâm. Ngài sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngoài ra chúng ta còn phải đợi trông Chúa đến với chúng ta trong ngày sau hết của cuộc đời mình. Vì thế Giáo hội muốn dựa vào bài tin mừng hôm nay để nhắc nhở mỗi người chúng ta là Chúa sẽ đến với chúng ta một cách bất ngờ. Để dễ hiểu hơn, Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một dụ ngôn về người đầy tớ canh cửa để đón chủ về bất cứ lúc nào. Chúa Giêsu chỉ rõ thái độ cần phải có để chờ đón Chúa, đó là phải tỉnh thức sẵn sàng. Nhưng người đầy tớ canh cửa chờ chủ về một cách đột ngột giữa đêm khuya. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn chúng ta có thái độ luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Nhưng chúng ta phải tỉnh thức như thế nào? Hiểu điều mà Chúa nói như chúng ta, cho chúng ta như thế nào? Tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ, nhưng mà không phải là mê ngủ theo nghĩa thể xác, ngủ gật. Nhưng mà đừng mê ngủ thiêng liêng. Trong đời sống xã hôm nay luôn có những bóng đêm ru chúng ta ngủ say, khiến cho chúng ta không gặp được Chúa. Chẳng hạn đó là bóng đêm của danh vọng. Chúa luôn hồn ta ngủ trên vinh quang chói lọi. Vinh quang giống như một ngọn đèn đốt cháy biết bao nhiêu con thiêu thân. Vinh quang cũng đốt cháy biết bao nhiêu cuộc sống của con người. Một ngày kia, có một sinh viên học tại Roma tới gặp thánh nhân Filippo Neri. Anh say sưa nói về kế hoạch tương lai của mình. Anh sẽ học luật, rồi anh có khả năng và kế hoạch đạt tới tiến sĩ luật. Thế thì thánh nhân hỏi anh ta: sau đó thì sao? Chàng trai hăng hái trả lời: con sẽ tham gia bào chữa những vụ kiện lớn và con sẽ thành công. Thánh nhân hỏi tiếp:
Rồi sau đó thì sao? Rồi con nổi tiếng và con sống thoải mái, hạnh phúc, giàu sang. Thầy nhân hỏi tiếp, rồi sao nữa? Nghe hỏi tiếp như thế thì người thanh niên hơi bối rối. Dĩ nhiên rồi, con cũng sẽ chết. Thanh niên vẫn tiếp tục câu hỏi nữa, hỏi cũ. Thế sau đó thì sao? Con sẽ là gì khi xuất hiện trước ngai tòa của Chúa? Con sẽ là gì khi là bị cáo và Thiên Chúa là vị thẩm phán tối cao? Chàng trai lúc bấy giờ mới cúi đầu im lặng và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Đó, thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi chúng ta đi truy tìm những vinh hoa của trần thế, để rồi chúng ta quên mất những thực tại thiêng liêng mà chúng ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng. Trong xã hội ngày hôm nay còn có những bóng đêm khác, đó là bóng đêm của xác thịt. Chúng cuốn hút chúng ta vào lạc thú. Lạc thú giống như một chiếc lưới mềm mại, rất nhẹ nhàng nhưng hiểm độc. Linh hồn, nếu linh hồn chúng ta sa vào đó thì khó có thể mà thoát ra. Đời sống hôm nay còn có những bóng đêm của ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho đến bản thân mình mà thôi. Ích kỷ giống như một cái hố sâu, càng đi vào đó thì càng thấy tối tăm. Hơn nữa còn có những bóng đêm của tiền tài bao phủ chúng ta trong giấc mộng giàu sang phú quý. Nhiều người đã dành cả cuộc đời gần như để tìm kiếm tiền của thế gian, nhưng chẳng có ai đem được tiền của ra khỏi thế gian này. Thế nhưng có nhiều người làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, cố kiếm cho thật nhiều tiền. Tỉnh thức cũng không có nghĩa là tỉnh táo, cũng có nghĩa là tỉnh táo để phân định, để phân định Chúa như thế nào trong đời sống của chúng ta. Chúa đến với chúng ta rất âm thầm và rất bé nhỏ, làm sao chúng ta để có thể phân định để nhận ra Chúa trong đời sống của chúng ta. Người không đến với cờ quạt trống phách tưng bừng, nhưng đến với những, đến trong một cách âm thầm lặng lẽ. Người không đến trong uy nguy lẫm liệt của những vị vương đế, nhưng người đến trong hiền lành và khiêm nhượng như một người phục vụ. Người không mặc gấm vóc lụa là, nhưng đơn sơ trong y phục dân dã. Người không đến như vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng như một người cha nhân hậu và một người bạn rất dễ thương. Người đáng đến qua những con người hiền lành bé nhỏ quanh ta. Người đáng đến trong những con người khốn cùng. Người đáng đến qua những khuôn mặt xanh xao hốc hác, qua những tấm thân gầy guộc vì gánh nặng của cuộc đời. Chúa đến với chúng ta như thế, chứ Chúa đến với, không đến với chúng ta một cách ồn ào nhộn nhịp. Tỉnh thức cũng không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ. Tỉnh thức đòi buộc chúng ta phải bắt tay vào hành động. Giống như ông chủ đi xa, ông giao toàn cho đầy tớ toàn quyền cái nhà của mình, và đầy tớ có trách nhiệm phải lo lắng. Thì Thiên Chúa cũng giao cho chúng ta gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, địa phương của chúng ta và đất nước của chúng ta. Tất cả Chúa giao cho chúng ta, và chúng ta cũng phải có trách nhiệm xây dựng gia đình của mình, lo cho tương lai của con cái mình, xây dựng giáo xứ, xây dựng giáo phận và xây dựng quê hương đất nước của chúng ta. Đó là những trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta khi Chúa đi xa. Và ngày Chúa đến, liệu chúng ta có mê ngủ, có quên những bổn phận mà Chúa giao cho chúng ta hay không? Vậy trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết cảnh giác trước những tình trạng mê ngủ thiêng liêng, biết tỉnh táo để nhận ra Chúa trong cuộc sống hàng ngày, và biết bắt tay hành động trong những công việc và trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho mọi người chúng ta. Lời người vô về nhưng khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời sẽ chiều tóc râm mai đầu.
dâng dòng nuôi.